Hôm nay chủ guitar đến đón guitar về. Hết mùi rồi. Loki chơi mang tính chất là chơi bạn thôi. Không bám riết người yêu nữa rồi. Đứa nào hư nhá? Hô nhô. Vẫn liếm ấy hả Ki? Làm gì còn mùi? Hôm nay thì làm gì còn hấp dẫn gì nữa? Đi ta về Hưng Yên. Ki bệnh nha. Bạn gái nó còn quan tâm gì nữa đâu mà vẫn úi sỏi, úi giờ. Thôi ông tướng ơi. Ơ kìa, vẫn vảnh đuôi kìa. Vẫn vảnh đuôi. Đấy, Kỳ mà có thích làm ăn cho Kỳ làm ăn nốt cái lượt cuối đấy. Vẫn vảnh đuôi chịu, Kỳ vẫn ham. Kệ đi. Cho ra đấy để cho nó quả nó thưa, xem có làm ăn gì cho làm ăn. Nào, đi ra đây. Đấy, ở đây, chơi ở đây, hai đứa chơi ở đây. Đấy, làm ăn gì thì làm ăn. Xem có làm ăn được gì không. Vẫn chịu này, có khi là lại chờ 30 phút nữa lên. Gọi là bịn rịn với nhau một tí. Thì tất nhiên là hoa sập rồi. Như thế này là nó là qua cái ngày cao điểm rụng trứng là 3 ngày rồi. Qua ngày cao điểm nhưng mà Loki phối khéo lắm. Loki phối khéo mà cái mà vẫn chịu, nó có khi là lại khóa. Vẫn ham cho xả xì chét lọc đỡ thử xem là có vào được không. Chẳng cần phải gieo. Cái chịu. Cho thêm cái nữa thì có khi là thêm con cuối. 10 con thành 11. Chả không cần phải móc ấy đâu. Con cái nó đang chịu thì chả cần. Hôm nay là qua ngày rồi. Ngày phối là ngày hôm cách đây 2 hôm là ngày phối cuối. Ý là vào rồi đấy. Ôi trời, lại tuột à. Thôi xong. Cỏ hoa chắc hôm nay mềm lắm rồi. Thôi chào nhau cái nhẹ nhàng thế được rồi. Rồi. Khóa. Cỏ hoa của con cái mà nó mềm quá, co thắt nó kém làm sao mà khóa được. Tụt ngay. Vào nó tụt bởi vì là cái giai đoạn mà lên giống của nó là cái cỏ hoa nó có độ cứng. Nó kiểu nó dồn máu về đấy thì nó mới giữ được găng, chứ còn nếu mà nó mềm thì nó không co được vào thì nó ấy là nó tụt ra ngay. Cái đấy nó vẫn phải có một cái độ có lực để nó giữ được. Một là nó lỏng quá là nó sẽ tụt được ra, hai là nó bé quá nó cũng chẳng vào được. Cho lên đây để cuối tuần, cho lên để cuối tuần chuyển. Chủ sốt ruột lắm rồi, muốn đón lắm rồi nhưng mà nó mấy hôm nay trời nó vẫn nóng, để xem thời tiết là cuối tuần này là mát này, 30-32 độ gì đấy, không biết là mấy ngày đấy là như thế nào mà nó lại mát thế.
thì để cho chủ đó. Con của hai con này là sau nó cũng sẽ sàn sàn như này, bởi vì là con Loki này cái di truyền của nó kinh khủng lắm, nhìn con hầu như giống bố. Đây đưa dây anh cầm cho. Đây em cầm đây, cầm dây đây. Lại cái đi để cho nó đỡ mất công, đỡ bí bích. Thằng này là nó có một cái tật là nó đạp lên đùi người đỡ để mà nó lấy đà nó chốt. Cho nên là nếu mà chưa đà. Hả? Kỳ đứng như thật đấy nhỉ. Cho ông ấy xuống đến ai, nếu mà thế thì lại phải lấy cái tháo cái dây ra đeo vào cổ Loki, không là lại đang phối này cứ chồm lên. Cái con này nó có một cái tật là phối khóa rồi nhưng mà lại cứ nhún nhảy để mà phối tiếp, mình không hiểu nó còn chim nào nữa mà. Thế hôm nay chắc là sẽ khóa nhanh, hôm nay chắc chỉ khoảng tầm 10 phút. Cổ hoa của con cái kìa, bắt bọn trẻ con nó xem sách kìa. Cả một lũ nó đang hóng ra. Đứng một dàn đang hóng ra. Xem không hiểu là hai đứa này đang làm gì. Thằng bố hôm nay quay bố với con rồi, cho ra chơi rồi chiều con lắm. Còn con vào trong chuồng bố còn vào kèm luôn chơi.